Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món cơm rất là ngon, gồm có gà kho sả ớt, canh chua gà lá giang. Các bạn nghe hấp dẫn không? Nhưng đây, quan trọng là đây là gà ta nha các bạn, gà ta chính gốc ở dưới quê mới vừa gửi lên. Đó, có mít nè, có chuối, rất là nhiều chuối. Do gà mình để tủ lạnh nên mình đem ra, mình khi mình rã đông rồi mình đem ra mình rửa. Rã đông xong rồi đem ra mình rửa, các bạn nhớ sát muối xung quanh con gà rồi đem rửa sạch. Sau đó hãy đem đi chế biến nha. Đây là lá giang. Đó, lá giang để nấu canh chua. Thấy không? Nè, đây là lá giang nè. Đó, thấy rõ không? Đó. Lá giang này ai muốn ăn chua nhiều thì bỏ vô nhiều, nhưng mà phải giò ra nó mới chua. Để bình thường cũng chua nhưng mà ít chua. Còn sả này thì để lát mình sẽ kho sả. Để kho sả. Còn đây là rau niêm nè. Rau niêm nè. Có ngò gai với lại rau ôm nè. Đó. Rau niêm để lát niêm canh chua, rau ôm với ngò gai. Xả các bạn băm nhuyễn ra, nhưng mà đừng có nhuyễn quá mà cũng đừng có to quá, vừa thôi. Bây giờ mình sẽ chặt gà ra, cái đầu cánh giò rồi xương này kia đó là mình sẽ để nấu canh, còn thịt mình sẽ làm kho sả ớt. Cắt rồi. Cắt rồi ơi. Bây giờ mình lựa ra này các bạn thấy không, xương thì mình để mình nấu canh, còn thịt thì mình để mình kho sả. Bây giờ là mình mở bếp lên, tới công đoạn chế biến rồi. Mình sẽ chế vô cho nó một ít dầu. Các bạn nhớ là chế ít dầu thôi nha, đừng chế nhiều dầu, khi một lát mình xào rồi mình kho là dầu mỡ nhiều lắm, chế ít dầu thôi để cho nó nóng dầu lên. Là mình để vô một ít tỏi, bạn để nhiều nhiều tỏi đi không sao, phi lên rồi một lát mình xào gà rất là thơm. Cái gà kho này nó đơn giản lắm, các bạn coi mình làm nha. Khi mà nó nóng tỏi lên, nó thấy tỏi nó hơi vàng rồi, các bạn bỏ gà vô rồi đảo đều lên, sau đó mình sẽ ướp gia vị sau. Thịt gà ở quê nó khác, đỏ hồng, cái da nó vàng thì các bạn thấy không, còn tươi mà cái da nó vàng ửng à, thịt rất là mập hồng hào. Mình để đảo đều lên để cho nó thấm sơ dầu đi. Rồi đầu là mình sẽ ướp gia vị vô. Bây
Bây giờ mình sẽ ướp gia vị. Gia vị mình ướp sẽ cho nó một ít cà no. Cà no hay là gọi là hạt lim đó các bạn. Sau đó mình sẽ cho một ít đường, nhưng ít thôi nha, đừng nhiều quá. Còn bạn nào thích ăn ngọt thì cho nhiều đường. Mình kho cái này là mình phải chế nước mắm. Các bạn chế khoảng chừng 4 muỗng nước mắm, à, muỗng ăn cơm á, à, cái muỗng để múc ăn cơm á. Rồi nước màu. Nước màu các bạn đổ vào để cho nó có cái mùi thơm của đường mà người ta làm nước màu á. Với lại khi mà mình kho á, là gia vị này kia nọ nó ngấm vô nó vàng con gà. Nó không, con gà nó không trắng, mình nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Bạn đảo đều lên. Đảo đều lên hết cho nó ngấm gia vị vô. Gà này nó ra nước nha các bạn. Các bạn ta chỉ chế nước nước mắm thôi, 4 muỗng nước mắm như vậy là được. Rồi, các bạn nào thích ăn mặn hay là thích ăn lạc đó thì các bạn chế nhiều nước mắm. Bây giờ mình sẽ nêm một ít muối vô. Nêm thêm một ít muối cho nó có vị mặn, tại nước mắm nó cũng không mặn lắm đâu. Để kho nó rút vô gà hết. Đó các bạn thấy không? Nó đang rút đó. Gà nó một hồi những cái gia vị này nó rút vô gà hết, rất là thơm. Thơm lắm. Đó, mình sẽ đảo đều lên nha. Đảo thường xuyên lên để cho gia vị nó trộn đều lên. Nó ngấm vô gà. Các bạn lưu ý là khi mà mình kho mình đừng có để nước nó rút khô quá. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ bắt cái nồi nước lên, nồi nước sôi để mình nấu canh á. Thì mình sẽ bỏ vô một ít muối. Thường thường mình sẽ bỏ vô một ít muối trước để khi mà mình để những cái rau hoa thịt này kia nọ vô sẽ sạch cái thịt và nó sẽ nổi những cái bọt lên, thì mình sẽ vớt những cái bọt ra. Đây là gà để mình nấu canh. Trong khi chờ để cho thịt nó rút khô á, thì mình sẽ tranh thủ mình nấu canh. Rồi mình đảo đều những cái gà này lên để cho nó thấm đều gia vị vô gà. Nó đổi sang một cái màu vàng của gà, nó thấm vô cái màu của gia vị nữa, thấy là rất là hấp dẫn. Bây giờ là gà nó chín rồi đó các bạn. Nhưng mà mình chưa đâu, mình để cho nó rút khô nước đã. Mình đổi qua cái chảo mới rồi. Do cái chảo hồi nãy là chảo không dính. Chảo đó là cái chảo nó lâu rút nước lắm. Mình sẽ đổi qua cái chảo này. Tại vì cái chảo này nó sẽ rút nước được nhanh hơn. Lúc đó là mình sẽ mới bắt đầu là chế cái xả này vô. Cái xả bầm này vô. Chứ bây giờ nước còn nhiều quá các bạn đừng có đặt đổ cái xả này vô nha, để cho nó rút gần khô nước đi rồi mình hãy đổ vô mình trộn lên. Nồi canh này, nồi canh này bây giờ nó sôi rồi, nồi canh nó sôi rồi, bây giờ mình sẽ bỏ lá giang vô, bỏ lá giang vô nồi canh này. Nhưng mà các bạn nhớ nha, khi mà bỏ lá giang vô nồi canh đó, các bạn nhớ giò lá giang, bẻ lá giang ra để cho nó có cái vị chua. Còn các bạn không bẻ thì nó hơi chua thôi. Ta gọi là giò lá giang á, đó, giò vậy nè, đó. Còn bạn nào thích ăn chua nhiều thì bỏ nhiều vô, bỏ nhiều lá giang. Còn rồi bẻ nhiều ra, giò nhiều thì nó sẽ chua nhiều. Quéo lá giang hết rồi các bạn thấy không? Quéo lá giang là tím rồi kìa. Rồi đây là rau niêm, để chút mình niêm sau là ngò gai với lại rau ôm này, để lát mình cắt như mình niêm. Mình quậy cái nồi canh lên để cho nó đều cái lá này. Cho nó ra cái nước chua đi rồi mình hãy bỏ gà vô.
rồi đó đó, gà bây giờ là nước nó rút vừa rồi nè các bạn, nó rút như vậy là vừa rồi nè. Ông ơi, ông có chảo không? Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị đổ cái xả vô. Đó các bạn thấy không? Nó còn ít nước thôi, còn ít nước vậy đó, các bạn sẽ đổ xả vô. Đổ xả vô rồi mới trộn đều lên, rồi những cái nước còn lại đó nó sẽ thấm vô cái xả. Và xả nó sẽ thấm vô được cái những cái gà của mình. Trộn đều, cứ trộn đều, cứ trộn đều thì nó sẽ thấm vô gà mình rất là thơm, thơm lắm. Trộn đều lên nha các bạn, trộn đều lên để cho gia vị nó thấm vô xả, rồi xả nó thấm đều lên hết gà đó. Các bạn thấy không, còn nước sạch sạch thôi, đừng còn nhiều quá cũng đừng có khô quá, mình đảo đều nó, đảo đều liên tục để cho gà nó thấm đều gia vị, nó thấm đều gà, xả này nó ra thơm lắm. Bởi vì gà kho xả là nó hợp lắm. Miền Tây là hay ăn món gà kho xả này, rất là dễ làm và rất là thơm ngon. Bây giờ là lá giang nó đủ ra chua rồi, thì bây giờ mình sẽ bỏ gà vô, mình sẽ nấu cho lá giang nó ra chua trước, để khi mình bỏ gà vô á thì gà mà mình thứ nhất là nó sẽ không bị tanh, rồi nó sẽ ngấm được vô cái vị chua của lá giang, nó sẽ ngấm vô thịt gà. Vừa làm một lúc là hai việc luôn, vừa nấu canh lá giang mà vừa kho xả gà luôn, trong khi chờ nó bên kia nó rút khô cái xả lại. Và bây giờ mới trộn cái gà lên coi nó rút khô dừa chưa. Rất là ngon, thơm, thơm mùi xả lắm. Chút nữa mà khi nó khô rồi các bạn sẽ trộn ớt vô, một là ớt xay, còn hai là ớt sắt. Các bạn nào muốn ăn ớt nhiều thì bỏ nhiều ớt nữa. Vậy là xong cái món gà. Gia vị nó thấm đều vô gà hết rồi các bạn. Đó, thấy rất là hấp dẫn không? Ồ, hấp dẫn đó. Chín rồi đó. Đó, bây giờ mình sẽ trộn ớt nha. Ai muốn ăn cay nhiều thì bỏ ớt nhiều. Đó. Trộn đều lên. Đảo đều lên cho cái vị cay cay nó sẽ thấm vô đều hết gà. Gà kho xả ớt. Giờ là muốn ăn cơm lắm rồi các bạn, nhìn là hấp dẫn lắm, thơm lắm, làm mà thơm chịu không nổi luôn. Đó các bạn thấy cái màu gà không, nó vàng mà nó ửng ửng, rồi gia vị nó thấm vô, nhìn nó gà nó hấp dẫn không. Đó, rất là hấp dẫn. Chín rồi đó các bạn, để cái gà nó rút chút xíu vậy nè, nước sạch sạch vậy thôi, khi mình ăn nó sẽ ngon, đừng có nước nhiều quá mà đừng khô quá, khô quá thì nó khó ăn, mà nước nhiều quá thì nó sẽ không ngon. Bây giờ canh của mình chín rồi nè, bắt đầu mà mình mới ra là niêm canh. Niêm canh là mình chỉ bỏ cà no, rồi muối, đường, bột ngọt, thì mình tùy theo mình nêm cho nó vừa cái miệng của mình, vừa cái vị của mình nó vừa ăn. Sau đó mình sẽ nêm cái gia vị rau thơm vô, nhất là ngò gai, mình sẽ cắt ngò gai vô
Sau đó mình sẽ cắt rau ôm. Thì cái rau này nó sẽ thơm cái nồi canh lắm, và nó sẽ phù hợp cái mùi gà, nó bán cái mùi gà nữa các bạn. Nó rất là thơm, làm cho cái gia vị nó lạ lắm, lạ miệng, nó thơm ngon lắm. Mình sẽ cắt ớt vô để cho nó có cái vị cay nữa. Bạn nào thích ăn cay nhiều thì cứ bỏ nhiều ớt vô. Đó, các bạn nhìn hấp dẫn không? À, bây giờ mình sẽ quậy lên nè. À, mình sẽ đảo cái hỗn hợp này lên nè. Thơm lắm. À, các bạn thấy hấp dẫn không? Khói nghi ngút luôn. Và gà bây giờ nó thấm cái vị chua của lá giang vô rồi. Nó rất là thơm, là ngon luôn á, rất là ngọt luôn. Đó. Nhìn là muốn ăn cơm liền luôn rồi. Thôi bây giờ là dọn cơm lên thôi. Nhìn hấp dẫn không? Đó, đây là canh gà lá giang nè. Đó. Đó, mâm cơm của mình đây. À. Thank you.
ăn đi còn quá nhiều. Cơm alo, cơm rồi, để nhà cơm này, tôi đừng quậy nha.